指尖宫商，昼和万象。Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ review về một bộ trang phục nhân dịp sinh nhật 6 năm của game của Trang Tử nha. Và sắp tới thì bộ trang phục này sẽ ra mắt ở bên Global và các bạn sẽ sở hữu miễn phí. Ở bên bản China thì trang phục này các bạn cũng chỉ làm nhiệm vụ để sở hữu mà thôi. Nó cũng là trang phục sinh nhật cho nên là đều là miễn phí hết. Bộ trang phục này thì có tên là Cao Sơn Lưu Thủy, cái tên nghe rất là hay. Về hình tượng lẫn như âm nhạc cũng như là tạo hình hay là về bộ chiêu thức hiệu ứng, mình đánh giá cực kỳ cao về cái bộ trang phục này nha các bạn. Ok, và trước khi bắt đầu vào video thì đừng quên nhấn vào nút like ngay ở bên dưới nha, để cho video của mình có thể được đề xuất lại. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với video thôi. Về phần hiệu ứng thì như các bạn đã thấy, chiêu 1 khi mà Trang Tử sử dụng chiêu thức ấy thì sẽ tạo ra 3 con hạc. Anh em thấy không? Con hạc nó cuộn tròn xong rồi nó bay và cái màu chủ đạo của con này nó giống như cái bộ trang phục của Lý Bạch và Musashi đấy các bạn, chủ yếu là tông trắng, đen và đỏ. Thì các bạn cho những cái bộ trang phục này vào với Musashi, Lý Bạch, Mực thì đều là hợp luôn nha, bởi vì nó cũng kiểu dạng cổ trang ấy. Về tạo hình của trang phục ấy thì Trang Tử sẽ cưỡi trên một cái mỏm đá nha. Cái mỏm đá này thì nó sẽ được tạo hình giống như con cá voi. Thực ra thì nó chỉ là cái một cái mỏm đá cho tròn, còn các bạn nhìn thấy các cái vây với cái đuôi ấy, nó là giống như kiểu là các cái mây ấy, cái mây nó tạo thành ấy, nhìn nó kiểu nó bay nhìn rất là đẹp. Còn ngoài ra trên cái núi đấy còn có các cái cây tùng ở xung quanh, các cây tùng màu đỏ ấy. Và bản thân của Trang Tử thì sẽ cầm một cái đàn tranh. Cái đàn tranh này khi mà lúc video lúc đầu ấy, các bạn nghe ấy, cái tiếng đàn gảy rất là hay. Và đây là một trong cái thể loại đàn đặc trưng của bên Trung Quốc, kiểu đàn cổ trang ấy, cực kỳ là hay luôn. Mình khá thích cái tiếng đàn này. Còn về khuôn mặt thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ là đẹp trai luôn, kiểu thư sinh, tóc dài với một cái bộ trang phục màu trắng giống như kiểu là các thư sinh hồi xưa ấy. Nói chung là cái bộ trang phục này hiệu ứng nó cực kỳ là đẹp. Về chiêu 2 và chiêu 3 thì hiệu ứng nó cũng khá la lá giống nhau ấy, kiểu nó khi mà các bạn sử dụng chiêu 2 ấy, đấy, hoặc là cái nội tại ấy, nó sẽ tạo ra một cái bức tranh mờ ảo, trên đấy thì có núi này, có cây tùng và kiểu làn nước ấy, còn ulti thì nó sẽ to hơn thôi, với cả nó đậm hơn một chút. Nói chung là về bộ trang phục, đây là bộ trang phục free mà, nhưng mà hiệu ứng thì mình thấy khá là đẹp nha, không thể chê được đâu. Global thực ra là cập nhật sớm, bởi vì hai bộ trang phục đều được cập nhật luôn, có nghĩa là một bộ trang phục sinh nhật của Chân Lạc và một bộ trang phục sinh nhật của Trang Tử. Trang Tử thì là năm thứ 6, còn Chân Lạc mình nhớ không nhầm thì như là năm thứ 3 thì phải. Không biết là năm thứ 3 hay là năm thứ 2 ấy. Nói chung là trang phục này nó cổ lâu lắm rồi, của Chân Lạc nó là một trang phục cổ. Cái nick cũ của mình thì có, nhưng mà cái nick mới ở bên nội địa của mình thì không có. Ở đây cái nick hiện tại của mình thì không có trang phục đấy. Kiểu cái chủ cũ người ta không làm nhiệm vụ ấy thì là sẽ không có. Nhưng mà trang phục đấy là mùa khá là lâu ấy, khả năng từ mùa 2 thì phải đấy. Đấy, đây là cái ulti nha. Cái ulti thì nó to hơn thôi, chứ nó cũng cảm giác mình thấy cái ulti nó vẫn khá là mờ nhạt. Nếu mà cho tô điểm đậm thêm tí nữa thì tuyệt vời, xuất sắc. Hiệu ứng thì coi như là đánh giá khoảng 7/10. Còn về ngoại hình thì chắc là mình sẽ cho 10/10. Đây là theo ý kiến quan điểm cá nhân của mình thôi. Nhạc nền thì tôi khỏi phải nói, nhạc nền các bạn nghe quá là hay rồi. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì mình đã tính là đi đường trên cơ. Mình đi đường trên nhưng mà Cuồng Thiết nó nhất quyết nó không nhường cho mình. Nếu mà mình đi đường trên thì mình sẽ có cái giáo án là tốc đánh và phun phép cho anh em xem. Nhưng mà cái giáo án đấy chỉ là để vui vui thôi, chứ thực ra thì mọi người leo danh thì mọi người cứ đi đúng vai trò là SP cũng được. Nhưng mà
đúng ra là con này có thể đi được top nha. Thì top cũng rất là ok đấy, chứ không phải là không đâu. Con này đi, nếu mà khi các bạn đi top, các bạn được farm đồ ấy, thì các bạn lên đồ được nhanh, các bạn có thể lên được tank hoặc là lên kiểu dạng tank phép cũng được, cũng rất là ok. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi với vai trò là SP và mình sẽ lên phép nha các bạn. Mình sẽ thử trải nghiệm kiểu dạng một chút vừa tank vừa phép đi. Bởi vì hiện tại thì ở bên bản nội địa mình không leo danh, cho nên danh nó khá là thấp, cho nên leo cũng khá là dễ. Và chủ yếu là trong video này chỉ review cho anh em thôi. Còn cái bộ trang phục ở bên bản Global thì chắc là mọi người cũng sẽ làm sự kiện để mọi người có thể nhận được cái bộ trang phục đấy mà thôi. Ở trong game thì nó hiện đấy, nhưng mà ở còn về sự kiện hay là bao giờ mà ra mắt chính thức để các bạn có thể sở hữu được thì mình cũng không chưa có nắm được thông tin. Ở đường dưới Khương Tử Nha hiện tại ở trong đấu giải cũng đang được chọn khá là nhiều nha các bạn. Ở trong đấu giải thì vị trí đường giữa ấy, chúng ta có 5 vị trí. 1 là Vương Chiêu Quân, 2 là Trân Lạc, 3 là Uyển Nhi, 4 là Mai và 5 là Khương Tử Nha. Ngoài ra thì thi thoảng Heino cũng sẽ được pick, Heino hoặc Dương Ngọc Hoàn, nhưng mà thường Dương Ngọc Hoàn thì mình sẽ thấy đi rừng nhiều hơn. Thì đây là 5 những cái vị tướng mà các bạn có thể tham khảo để các bạn đi đường mid cũng được. Cuối mùa chỉ còn tầm khoảng 6 ngày nữa là hết danh rồi. Về trang tử thì theo đánh giá của mình, vị tướng các bạn chơi con này cũng khá là ok. Con này có cái nội tại được miễn thương ấy, cũng khá là cứng. Cho nên là nếu mà mọi người lên thêm những món đồ kiểu full tank ấy, thì con này về cuối game cực kỳ là cứng luôn. Ngoài ra ấy, nếu như team kia có nhiều hiệu ứng khống chế như hất tung này, làm chậm hay là choáng này, thì trang tử là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời của anh em. Nhưng mà nếu mà bạn nào đi AD mà gặp SP pick là trang tử thì các bạn cũng nên lưu ý nha. Bởi vì trang tử là một vị tướng gọi là hỗ trợ về giai đoạn giải khống chế thôi, chứ nó không có sự bảo kê nhiều đâu. Nên là nếu mà có trang tử đi SP thì các mọi người đánh chậm lại một chút. Ô, cái thằng AD team mình nó đi đâu ra, nó không tra ấy trụ cái này nhỉ. Lính nó tràn vào như này mà không có một ai. À, con này yếu máu anh em ơi, giết nó đi. Ôi ok, ui con này cắn đau thế. Tốc biến này thôi, lùi, ui ui. Kiêu phát nữa. Ow. Vẫn kịp. May quá, vẫn về được. Con này được cái may có cái miễn thương, cho nên là pha đấy mình mới sống, chứ không có miễn thương là toang ấy. Tính ra nếu mà con này anh em mà đi đường top ấy, anh em cầm trừng phạt xong rồi anh em chơi kiểu lối dạng lên tanh phép đau cực kỳ luôn nha. Ôi thôi lùi. Máu trụ nó bắn đau quá. Đi top kiểu nhiều khi đi được kèo nhiều con phết ấy, giống như kiểu con Đông Hoàng Thái Nhất chẳng hạn. Các bạn cứ nghĩ nó đi SP nhưng mà nó đi top nó lại cực kỳ khỏe. Nó khỏe một cách lạ thường luôn đấy. Kể cả trang tử đấy, các bạn cứ thử chơi mà xem. Nó sẽ kiểu nhiều khi gặp những cái counter ấy, nó có thể đánh ngược lại được luôn. Nhưng mà cụ thể counter được những con nào thì mình chưa biết. Chắc là counter được những con kiểu máu mỏng. Những con máu mỏng thì khả năng counter được. Ôi cái số tốc kinh, không lẽ ông tốc biến luôn, giật mình vãi. Rõ ràng đầy máu rồi tốc biến. Rồi lên này xong thì mình sẽ lên thêm một cái phép đâu, cái trượng băng đâu nhỉ. Đâu lên cái phá kén giáp này đi chứ. Những cái phá kén giáp vừa có tanh, vừa có phép, vừa có xuyên phép luôn anh em. Khá là ngon đấy. Nếu mà đi được top nhá thì mình sẽ cái đồ của mình sẽ là lên cái phá kén giáp này, trượng băng này, xong rồi cái trượng trường sinh này. Nói chung là cứ cái gì liên quan đến vừa máu vừa có phép thì là mình sẽ lên lên thêm một cái hút máu nữa. Đấy, mình sẽ lên cái sách hút máu. Có thể lên kèm thêm một cái đồ tốc đánh nữa cho nó đẳng cấp. Từ nãy giờ chưa ăn được mạng nào nhỉ? Con này không phải là thuộc dạng KS mạng tốt đâu anh em. Trừ khi lên phép thì nó sẽ KS tốt hơn. Tào Tháo, à đây con Tào Tháo này hiện tại ở bên Global là kiểu nhiều quốc gia nó chưa ra mắt đấy thì các bạn sẽ không chơi được đâu. Hiện tại chỉ có Hồng Kông với cả Brazil thì có thể chơi thôi. Đấy rồi, có mạng rồi. Cái săn lùng từ nãy giờ mới ăn được một mạng. Ôi đường dưới nhiều vàng này chứ anh em. Mỏ vàng ở đây chứ đâu. 5.800, mới ăn xong đống vàng này là mình giàu rồi. Cái vàng này là đồ của SP nhưng mà mình trong thấy trong đồ mình không thấy có ghi. 6k3. Ăn xong cái giàu hẳn ngay. Tính ra AD nó đi theo mình có phải ngon không nhỉ?
AD nó cứ đi một mình một đường, mà rõ ràng mình đi đúng đường chứ không phải mình đi sai đường đâu. Đi đây mình bảo kê cho, sợ cái gì? Ủa, chạy chạy. Ui đau nha, đau nha. Ui ui rồi. Cứu. Ui đau đau vãi. Lùi anh em ơi. Vẫn kịp, vẫn kịp, vẫn kịp. Ui đau vãi, chắc là mình phải lên cái kháng phép thôi. Mấy con tôn có con ly Tào Tháo này nó bắn cũng khá là đau. Rồi, xin lỗi ngu cơ nhé. Bây giờ mình biến về thì mình sẽ đi support cho bạn. Rồi lên cái gì bây giờ? Lên cái sách hút máu đây. Thử thôi nhá. Nói chung mọi người đừng áp dụng cái đồ này của mình. Các bạn đi AP thì các bạn cứ lên tanh đi. Chứ đừng lên kiểu phép này, lên phép này. Trừ khi các bạn đi top thì các bạn sẽ lên thôi. Còn đi SB thì cứ lên tanh, chứ đừng chôn như mình. Cảm giác như là mình đi đi SB mình lên phép này cảm giác nó yếu quá, kiểu bị thọt vàng ấy, đánh nó không được khỏe cho lắm. AD cứ bắn đi, bảo kia AD tận răng luôn. Ôi ăn cái nạp chết rồi. À thú ước là thú ước ăn bùa, mình vẫn ulti nha. Ra ulti cho nó phát nào, phát dụng phát nữa này. Chiêu hai rũ đau phết nha mọi người, nên phép là con này rũ chiêu hai cực kỳ đau luôn. Khả năng là tối nay livestream thì mình sẽ lên cái giáo án kiểu trang tỷ tử đi đường top và lên tốc đánh với cả kiểu tanh phép nha. Ui tuyệt vời, chịu thôi. Mình không, ui pha đấy nếu mà mình vào khi mình ăn được cả mễ lai ấy, nhưng mà mình đã bỏ rơi đồng đội. Vô cùng chân thành xin lỗi cuồng thiết pha đấy. Rồi ra đây cứu kìa. Ăn kỳ lạp cũng chịu. Nó hết ulti nhá, từ từ nhá, tạm thời chưa đánh, đợi AD, đợi AD. Đây rồi, AD đây rồi. Đúng rồi, múc nó đi. Phát nữa thôi. Có giáp, ok, lên được cái hút sách hút máu rồi anh em. Lùi lùi tạm thời lùi lùi, đau quá. Vẫn còn chiêu hai là vẫn còn hồi máu, vẫn sống được nha. Không sợ. Ôi những cái cảm giác hồi máu ít quá anh em ơi. Hay là mình bán đi nhỉ? Từ để mình sẽ lên thêm một cái món nữa. Đây, lên cái giáp phép này đi. Tí nữa nếu mà mình thấy không hiệu quả thì chắc là mình sẽ bán bớt cái đồ phép đi. Từ từ nha, cứ từ từ, chưa đánh vội. Đúng rồi, đấy, bắt bắt những cái thằng máu yếu trước. Ui, sao thằng này bắn kinh vậy? Ui, anh em ơi, thằng này nó bắn kinh vậy. Ôi, anh em đâu lên đi. Ôi, chết cha, còn mỗi mình này. Kiểu đang trong giai đoạn hưng phấn ấy, xong rồi cứ thế mà máu lao lên, đến khi quay lại nhìn đồng đội không còn một ai. Con Tào Tháo này đánh khá đau nhưng mình thích đánh Tào Tháo cực, nhưng mà bên gờ nó bổ nó méo méo ra mắt sớm, đợi lâu vãi. Thì ra Tào Tháo mình sẽ cày top Tào Tháo. Khương Tử Nha con này Khương Tử Nha gặp con Trang Tử này cũng bình thường, bởi vì cái chiêu của con Khương Tử Nha nó làm chậm hết tung. Và cái nội tại con này nó cũng gần như nó kháng gần hết đấy, nên cũng không quá đáng sợ. Hồi máu cũng không được nhiều thì chắc khả năng mình phải bán cái đồ kia đi thôi anh em. Kiểu cảm giác hồi máu nó không được nhiều ấy. Nếu mà đi top một có đồ có khi rũ một chiêu hai nó phải hồi tầm khoảng 1,5 cây máu cơ. À, quay về với AD phát nào. Ngũ cơ anh em leo danh cũng được nhá. Hiện tại thì ngũ cơ leo danh vẫn khá là ổn, không phải không đâu. Rồi đấy, cứ bán đi. Ui trời, ba thằng lùi lùi. Chịu, phát này AD không thể cứu được. Đông quá. Mấy con robot của con Mễ Lai thì khó chịu nhỉ. Sắp tới còn có cả thông tin là Mễ Lai. Ui sao nó bán kinh vậy. Ui vãi trưởng này nó anh em ơi. Thằng này nó lên tốc đánh chắc luôn. Ui nó bắn kìa. Ui rồi 1, 2, 3. 3 món tốc đánh, 2 món tốc đánh. Bảo sao bắn kinh vậy. Ôi bán mẹ sách này đi. Mình sẽ lên một cái món đồ tanh nữa. Con này đi SB mà lên đồ phép thì thực sự nó không ổn. Trừ khi anh em đi top mà anh em có đồ, có tiền farm thì kiểu trên cơ trên tiền ấy, thì đánh nó sẽ dễ. Chứ còn nếu mà đi SB thì tốt nhất là cứ mọi người cứ lên full tanh nha. Trên ván đấu này thì mình test thôi, nhưng mình cũng đã bán gần hết đồ phép rồi. Ok, và có thể là sau đợt lính này video của mình sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nếu thấy video này hay cho mình xin một nút like, một lượt bình luận và một lượt chia sẻ. Còn bây giờ thì
Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.